Và kế đến chúng con xin chuyển đến camera thầy Thích Giác Sơn ạ. Dạ con xin mời thầy câu hỏi ạ. Dạ là Phật, dạ chào chú Diệu Âm. Dạ con chào thầy. Dạ. Dạ là Phật chú Diệu Âm. Đức Phật thị hiện ở cõi đời này đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để hiểu ra cái tánh Phật của mình. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đức Phật nói chúng sanh đều có thể thành Phật. Nên Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta về cái pháp môn tu tập theo pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là pháp môn siêu đốn, siêu tắc mà trong kinh A Di Đà Đức Phật đã ấn chứng cho chúng ta tu tập từ một ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn thì hiện tại kỳ tiền chứ thánh chúng tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc mà hàng Phật tử chúng con tu tập mấy năm nay chưa thấy Đức Phật đến tiếp dẫn chúng con. Ông chú Diệu Âm hướng dẫn cho. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bạch thầy Giác Sơn, là thầy nói đúng quá rồi. Tất cả kinh giáo của Phật cũng nhắm cho chúng sanh ngộ nhập kỳ tri kiến Phật. Người nào ngộ nhập tri kiến Phật thì người đó thành Phật. Và chính thầy cũng xác định cho là ngộ nhập tri kiến Phật có nhiều phương cách lắm, chứ không phải là một phương cách. Một người phá tan nghiệp hoặc chứng lấy chân thường cũng là đường ngộ nhập tri kiến Phật. Một người tu thiền định khi minh tâm kiến tánh, tánh Phật của mình ứng hiện ra, ngộ nhập tri kiến Phật cũng thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa Phật nói một con đường là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật để thành Phật. Và trong kinh A Di Đà Phật nói nếu Phật từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn cũng ngộ nhập tri kiến Phật. Tất cả danh từ khác nhau nhưng mà ý nghĩa thì hoàn toàn giống nhau, không có gì khó cả. Có một điều là Phật nói từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh. Xin hỏi chư vị và xin hỏi thầy Giác Sơn, có ai dám bảo đảm mình là tu mấy ngày là ngộ nhập tri kiến Phật, là nhất tâm bất loạn không? Chính Diệu Âm này xin đưa tay lên nói thẳng với thầy là Diệu Âm này không đủ khả năng làm. Như vậy thì làm sao đấy? Diệu Âm thấy rõ rồi là chính Pháp hộ điểm, chính những người biết hộ điểm nhắc nhở cho mình ngộ nhập tri kiến Phật ngay trong lúc xả bỏ báo thân để thực hiện cái đạo lý 10 niệm một niệm tất sanh cấp kỳ vượt qua ác đạn đi về Tây Phương Cực Lạc. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói là hoành triệt ngũ thú ác đạo tự bế tắc vô cực chi thắng đạo là câu A Di Đà Phật này. Mình thấy rõ ràng không? Một người tự tu chứng khi ngộ nhập tri kiến Phật các ngài thành Phật, nhưng thành phần này chính là chư đại Bồ Tát thị hiện. Chứ nếu biểu một bà cụ già mà tu nhất tâm bất loạn thì đời này đời nữa và vô lượng đời sau, một đời sau cụ già này mê hơn một đời trước, nghiệp của cụ già này một đời sau thì nắng hơn một đời trước, làm sao cụ này được nhất tâm
bất luận đi ngộ nhập y kiến Phật. Nhưng nếu có người hộ niệm vững vàng giúp cho cậu vượt qua tất cả những rối loạn do nghiệp chướng hành hạ ứng hiện ra, làm cho thân thể của bà cụ đau quằn quại mà làm cho tâm bị rối loạn, vô tình trong lúc rối loạn đó mà mình vứt được cái tâm của bà cụ vậy, bà cụ niệm Phật ngay trong lúc xả bỏ báo thân, ý định này thực sự đã đính đoạt được cảnh giới tương lai của bà cụ. Bà cụ ở tại đây không có ngộ nhập y kiến Phật, nhưng về Tây Phương Cực Lạc thì nhất định được ngộ nhập y kiến Phật. Thành ra ngài Vĩnh Minh Viên Tọa nói đấy, nhược đắc kiến Di Đà là chỉ cho những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì về Tây Phương Cực Lạc thì nhất định gặp Đức A Di Đà, mà gặp Đức A Di Đà rồi thì hà sầu bóc khai ngộ, thì lo sợ gì mà không ngộ nhập tri kiến Phật. Chính vì thế ta dùng pháp hộ niệm này là trực tiếp cứu những người không cách nào có thể chứng đắc cảnh giới ngộ nhập tri kiến Phật, mà nhờ cái phương tiện sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thì Phật A Di Đà quyết thể là đóng tất cả các cửa nẻo luân hồi lục đạo. Bắt đầu từ đó cứ tiến thẳng tiến lãnh tiến mãi cho đến ngày thành Phật. Ta yên chí thành Phật, ta không có thể yên chí rằng là ta sẽ bị sụt xuống, ta sẽ bị níu kéo, không có gì có thể níu kéo được. Đó là do Phật lực gia trì. Chính vì thế mà muốn ngộ nhập ni tri kiến Phật, xin tất cả quý vị thành tâm niệm A Di Đà Phật đi, mười niệm tất sanh, để thực hiện cái đạo lý vô cực chi thắng đạo, là cái đạo lý, cái đạo pháp vô cực tối thắng, giúp cho tất cả chúng sanh thượng trung hạ phàm thánh đều có thể một đời về Tây Phương thành Phật. Đại thầy ơi, A Di Đà Phật. Dạ, chúng con thành tâm cảm niệm tri ân thầy Thích Giác Sơn đã có câu hỏi mà nhắc nhở cho hàng vạn phu chúng con đừng bao giờ mà mơ mộng mà tu hành được nhất tâm loạn. Phàm phu chúng con có tu 3 ngày hay là 5 ngày hay 7 ngày có một chút xíu thôi là cũng là nhất rồi, nhất lưng, nhất đầu, nhất hông rồi nhiều quá. Chứ còn cái khác thì chắc chắn các cha các má mình không thể nào mơ mộng cái đường này đâu ạ. Mà chỉ có hộ niệm, hộ niệm. Dạ, chúng con thành tâm cảm niệm tri ân công đức là quý sĩ Diệu Ông đã dặn nói nhắc nhở chúng con để cái những cái vọng tưởng của phàm phu chúng con phải xa lìa những cái chuyện này đi, để mà quay về với phàm phu mà thực tập pháp hộ niệm, học hỏi nguyên kiến tất kỷ. Dạ.